Trong suốt 65 triệu năm trước, cuộc sống tình cảm của loài khủng long vẫn hoàn toàn là một ẩn số. Có lẽ đây là vấn đề bị hiểu nhầm nhiều nhất trong số những tập tính của khủng long. Những hóa thạch xương sẽ giải mã hoạt động của cơ thể chúng. Cuối cùng, những nhà khảo cổ như Bob Parker đã ghép nối được những mảnh hóa thạch tìm được để có một bức tranh khá hoàn chỉnh về loài khủng long, những sinh vật thực sự khiến con người đam mê. Chúng tôi nghiên cứu những loài khủng long có sừng, những bộ phận tạo ra âm thanh và phần miệng của chúng. Khủng long cũng quan tâm đến việc giao phối như loài cừu hoang, bởi nếu không giao phối, chúng sẽ không thể truyền nguồn gen của mình cho thế hệ mai sau, và khi đó, chúng sẽ bị tuyệt chủng. Để duy trì được nguồn gen, việc đầu tiên là chúng phải làm thế nào để thu hút bạn tình. Khủng long đã phát triển rất nhiều đặc điểm vì mục đích giao phối, như màu sắc rực rỡ, những đường vân cầu kỳ trên cơ thể hay những động tác có phần mạo hiểm để quyến rũ con cái. Khủng long tiến hóa rất nhanh, và những loài tiến hóa nhanh thường có nhiều cách thể hiện bản thân. Có thể bằng âm thanh, có thể bằng hình dáng cơ thể, hay màu sắc, hoặc thậm chí là khiêu vũ, như thể một buổi trình diễn nhạc kịch ở sân khấu để thu hút bạn tình. Nhưng các nhà khảo cổ học thời kỳ đầu lại không chú ý đến những hành động đó của chúng. Đây là một trong số nhà nghiên cứu khủng long đầu ngành của nước Mỹ, giáo sư Matt ở trường đại học Yale, người tìm ra loài Trisodoc. Giáo sư Brian phát hiện ra loài T-Rex, tiến sĩ Brown khai quật hóa thạch khủng long khắp nơi trên thế giới, hay giáo sư Landon đến từ Chicago. Họ chỉ quan tâm đến cách thức tấn công, kẻ ăn thịt và con mồi. Họ nghiên cứu về cách thức chúng ăn, nhai động vật hay cây cỏ, cách chúng bộc lộ cảm xúc, leo núi hay đào đất. Tuy nhiên, họ lại bỏ qua vấn đề giao phối của chúng. Họ gần như không chú ý và đề cập đến điều đó. Các nhà khảo cổ học trước đây mới chỉ nghiên cứu sơ lược về những tập tính sinh tồn của loài khủng long. Họ cho rằng những chiếc sừng to lớn đồ sộ của chúng chỉ để tấn công hoặc để tự vệ. Họ nghĩ rằng khủng long đơn giản là một sinh vật, chúng ăn uống và hít thở, v.v. Loài cừu hoang ngày nay cũng có những đặc điểm tương tự như thế. Chúng là loài sinh vật ăn cỏ, cũng phải chạy trốn những kẻ săn mồi khác, và trong quá trình sinh trưởng, chúng cũng thu hút bạn tình để giao phối. Chúng thực sự đã phát triển ý thức giao phối, và cặp sừng to lớn trên đầu, thậm chí còn đồ sộ hơn cả cấu trúc hộp sọ của chúng, được sử dụng nhằm mục đích đánh bại những đối thủ khác trong cuộc tranh giành bạn tình. Giống như loài cừu hoang ngày nay, khủng long cũng phát triển sừng trên đầu vì những lý do tương tự, đe dọa kẻ thù và gây ấn tượng với bạn tình. Loài T-Rex dũng mãnh cũng được coi là có ý thức về giao phối. Những phần xương cứng trên đỉnh đầu thật hoàn hảo cho việc đối đầu với kẻ thù trong những trường hợp bất ngờ. Nếu con khủng long nào có bộ hàm tuyệt vời, có gen trội nhất về khả năng chạy nhanh và săn mồi so với những cá thể đồng loại, nhưng lại không thể kết hợp nguồn gen đó với một con T-Rex khác, thì những đặc điểm đó hầu như không có tác dụng gì, và thế hệ sau sẽ không mang đặc điểm gì của con T-Rex khỏe mạnh đó nữa. T-Rex có một phần xương giống như mũ bảo hiểm của các vận động viên bóng bầu dục. Phần xương này nằm phía trên mắt để bảo vệ mắt và não bộ, như một tấm đệm cho mắt và não, với lớp da bên ngoài rất dày, và dĩ nhiên là nó sẽ được tận dụng trong những cuộc đối đầu tay đôi. Để dễ tưởng tượng về cảnh hai con T-Rex đối đầu nhau để giành bạn tình, hãy xem hình ảnh hai con linh dương này. Khi đó, cảnh tượng sẽ được thay thế bằng loài sinh vật nặng tới 2,8 tấn. Loài Pachylosaurus còn có phần đầu vô cùng đặc biệt. Trong khi giao tranh, chúng sẽ giơ hai chân lên khỏi mặt đất để loại bỏ các đối thủ khác.
Trong mắt con cái, kẻ chiến thắng sẽ trở thành một bạn tình lý tưởng. Dành vương miện về phần đầu ấn tượng nhất có lẽ là loài khủng long Ceratopsian. Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến loài Chiroceratops. Sở dĩ được đặt tên như vậy là do chúng sở hữu đến 3 chiếc sừng. Khi các nhà khảo cổ phát hiện hóa thạch của một con Chiroceratops trong cùng lớp trầm tích với loài T-Rex, họ giả định rằng sừng của chúng là một cấu trúc tự vệ. Nhưng khi tìm thấy hóa thạch của những con khác, họ lại thấy khó giải thích về bộ sừng đồ sộ của chúng. Những cái sừng quá phức tạp để dùng vào mục đích tự vệ. Chúng quá giòn để làm bất cứ việc gì khác, tấn công, tự vệ hay đấu đầu để tranh giành bạn tình. Để tìm hiểu vì sao chúng lại có bộ sừng đồ sộ như vậy, các nhà khảo cổ đã phải quan sát, nghiên cứu các loài động vật ngày nay. Loài linh dương có bộ sừng đủ kích cỡ và hình dáng, nhưng không phải để tấn công hay tự vệ. Bộ sừng là dấu hiệu chúng đã trưởng thành về khả năng giao phối và sẵn sàng đi tìm bạn tình, cũng như đe dọa các đối thủ tiềm tàng. Một loài khác thuộc họ Ceratopsian, loài Pachydinosaurus, lại sở hữu những bộ sừng khác nhau ở nhiều giai đoạn sinh trưởng. Nhà khảo cổ Darren Tanky đến từ Canada đã dành nhiều thời gian tìm kiếm hóa thạch loài Pachydinosaurus nhằm tìm thêm manh mối về độ tuổi trưởng thành và quá trình giao phối của chúng. Ở đây chúng tôi tái tạo 3 mô hình xương sọ của loài Pachydinosaurus. Chúng tôi nghĩ đây là của con cái, đây là con đực và đây là con chưa trưởng thành. Phần sau đầu của con chưa trưởng thành có hình dạng đơn giản như thế này, giống như bánh quy, trong khi đối với con trưởng thành thì ta có thể thấy rất nhiều xương lớn phát triển. Những xương này chỉ phát triển khi con vật đạt kích cỡ tối đa của một con trưởng thành, đó là dấu hiệu trưởng thành về khả năng giao phối. Trước đây chúng tôi cho rằng những chiếc sừng này chỉ để tự vệ, nhưng sau đó tôi biết khá chắc chắn rằng đây là cách tạo hóa muốn chúng thể hiện mình là con đực hoặc con cái đã trưởng thành và đang trong độ tuổi sinh sản. Cho đến khi chúng trưởng thành và phát triển đầy đủ bộ sừng của mình, thì giới tính của từng con vẫn chỉ là suy đoán của một số nhà khoa học. Họ cho rằng sừng của con cái trưởng thành có kích thước lớn và nổi trội hơn so với một con đực trưởng thành. Thêm những bằng chứng nữa về sự giao phối của loài Ceratopsian, tiến sĩ Russell đã hợp tác với Darren Tanky để nghiên cứu về khủng long. Là một chuyên gia về lĩnh vực khảo cổ, ông đã tìm thấy những dấu vết nhỏ nhất trong từng mẩu xương chân và xương sườn của khủng long Ceratopsian. Ông cho rằng những vết thương này được gây ra khi chúng dẫm lên mặt đất trong quá trình giao phối hay bị tấn công bởi các đối thủ tranh giành bạn tình. Các cuộc ẩu đả có thể do tranh giành lãnh thổ, tranh giành bạn tình, những vấn đề cơ bản trong thế giới của loài Ceratopsian. Những loài khủng long không có bộ sừng cầu kỳ như loài Brontosaur to lớn thì lại dùng màu sắc để phô diễn ý định của mình. Chúng đã ghi tên mình vào bảng xếp hạng về khả năng sinh sản. Không giống với các loài thú trên cạn ngày nay, chúng thực sự có màu sắc rất sặc sỡ. Lý do các loài động vật lớn ngày nay chỉ có màu tối hoặc xám là vì chúng bị mù màu. Chúng không nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào. Các loài động vật có vú lớn đều mù màu, nhưng các loài chim lại phân biệt được rõ các màu sắc. Cá sấu cũng nhận biết được màu sắc, và loài thằn lằn cũng vậy. Ngoài ra, các loài cá và ếch cũng có khả năng như vậy. Liệu khủng long có nhận biết được màu sắc hay không? Mắt của chúng có cấu tạo gần giống như mắt của loài chim, có phần tương tự như mắt loài gián, nên chắc chắn chúng phải nhận biết được tất cả các sắc thái của màu vàng, đỏ và xanh da trời. Do đó, loài Brontosaur có màu xanh lam quanh mắt, một chút màu vàng và đỏ quanh phần cổ để thể hiện bản thân. Màu sắc phong phú nhất hẳn phải thuộc về những loài khủng long họ thú mỏ vịt, chẳng hạn như loài Cryptosaurus, với một tiểu sử kinh điển và được biết đến với tên gọi là loài thằn lằn quý tộc. Họ hàng của chúng, loài Saurolophus, dùng cặp sừng nhọn dài khoảng 60cm để thu hút sự chú ý. Còn với loài Lambeosaurus, phần xương đầu hình rẻ quạt thực sự khiến chúng nổi bật giữa đám đông.
Nhưng thành viên đáng chú ý nhất của nhóm khủng long họ thú mỏ vịt này có lẽ là loài Parasaurolophus. Chúng có trọng lượng hơn 4 tấn. Loài ăn cỏ khổng lồ này được ưu ái với một chiếc bờm rỗng dài tới 1m2. Phần xương đầu quá ấn tượng đã khiến chúng trở nên bí ẩn qua những mẫu vật tìm được. Những nhà khảo cổ thuộc Đại học Johns Hopkins sẽ giải thích rõ hơn về đặc điểm này. Chiếc bờm này thực sự rất giòn, được gắn với một khớp xương mỏng, nên rõ ràng là không thể dùng để tự vệ hay phù hợp với những cuộc đối đầu như ở loài cừu hoang. Vì rất nhiều mẫu hóa thạch của Parasaurolophus được tìm thấy trong những trầm tích biển, nhiều nhà khảo cổ giả thiết rằng chiếc bờm này có tác dụng như ống thở khi loài vật khổng lồ này bơi dưới nước. Tuy nhiên, Kavi Mern, nhà khảo cổ người Thụy Điển, đã vén bức màn bí mật này. Kavi Mern nhìn thấy những loài khủng long họ thú mỏ vịt với những chiếc bờm dài và rỗng. Ông nghĩ trông chúng giống như những chiếc kèn trumpet. Và cuối cùng đó là chiếc kèn trumpet thật, chúng sử dụng để tạo âm thanh lớn nhằm thu hút bạn tình. Kavi Mern cũng muốn tìm hiểu về bài tình ca của loài khủng long Parasaurolophus 65 triệu năm trước như thế nào. Ông biết rằng không khí sẽ đi từ trong cơ thể qua các ống rỗng trong bờm, qua phần trên để tạo âm thanh rồi qua mũi. Ông đã tự làm một mô hình chiếc bờm giả và tìm hiểu xem cách chơi loại nhạc cụ này ra sao. Mô hình tôi đang có trong tay đây là minh họa cho chiếc bờm của loài khủng long này. Hình dáng và kích thước đều khá giống, chỉ có điều là nó được làm bằng nhựa PVC. Và mục đích tôi làm mô hình này để giúp các bạn cảm nhận được rõ hơn về loại âm thanh mà loài Parasaurolophus đã tạo ra. Tôi sẽ chỉ cho các bạn xem ngay bây giờ. Có thể tạo nên những âm thanh đó, chắc chắn Parasaurolophus xứng đáng được coi là diva trong thế giới khủng long. Tạo âm thanh lớn sẽ kích thích bạn tình và xua đuổi kẻ thù. Sau màn hát, dậm chân, và nếu giành chiến thắng trong cuộc đấu đầu, chúng sẽ bắt đầu quá trình giao phối. Các hóa thạch không cho chúng ta biết loài khủng long làm việc đó bằng cách nào, nhưng một số nhà khoa học đã đưa ra những kết luận của riêng mình. Giáo sư địa chất và sinh vật học người Anh Ortel được giới khảo cổ chú ý vì lý thuyết về sự giao phối của khủng long. Ông cho rằng con đực sẽ áp sát con cái từ một bên sườn và đưa phần đuôi xuống. Con đực sẽ phải đứng một chân trên mặt đất, nếu không con cái sẽ không thể chịu được sức nặng như vậy trong suốt quá trình giao phối. Cách thức này có vẻ hiệu quả với hầu hết các loài khủng long, nhưng chỉ cần tìm hiểu con Stegosaurus, chúng ta sẽ thấy ngay vấn đề trong lý thuyết của Ostel. Con đực sẽ cảm thấy thế nào vào buổi sáng sau đó, chẳng ai trong số chúng ta biết được. How the male Stegosaurus felt the next morning, no one can say.